Rồi, hello anh em nha. Bây giờ là chiều ngày thứ tư nha anh em. Em lên sóng một cái bụng máy 8650. Đó, máy là bụng máy là bây giờ còn lại như đây. Em bán giá là 2 triệu nha. Đó. 8650 3 số nha. Cái này anh em vô những cái dòng 86, 81 thì đó tùy ha. Đó, máy là bao với anh em là đầu nồi chưa mở. Anh em thấy không, bên bên ngoài á chưa vệ sinh. Mình thấy nó cũ cũ nhưng mà ở trong nè. Ở trong là mới tinh luôn ha. Máy là bao im bao hú, nói chung là bao tất cả đó, có 2 triệu à. Giá quá rẻ nha. À, đầy đủ nè, anh em nhìn thấy không? Cốt nè, mới tinh luôn. Cái này anh em về là gác lên là ập vô là đi thôi nha. Anh em mua về là lời được 5 xị ha. Tại bình thường anh em đi mua đầu lòng dên là nó cũng đã 1 triệu rưỡi. Cặp lốc giữa 500 nữa là nó 2 triệu rồi. Còn cái này có luôn số luôn, là anh em mua kiểu này á là anh em lời được 5 xị. Đó, rất là tốt ha. À, mà đẹp đàng hoàng nha, anh em nhìn thấy không? Đó, ốc tán là bén ngót hết ha, bên trong nè. Đó, máy 50 nha, giá quá tốt luôn cho buổi chiều thứ tư ha, 2 triệu. Anh em nhanh tay nha, cái này anh em mà nhà mà máy mà bị kêu thì anh em bợ nguyên cái này về để vô thôi, khỏi mất công đi làm gì hết. Tại cái này thì đầu nồi chưa mở, đó. Lòng thì ách tăng đa, có trong bao im, bao khói, nói chung là bao tất cả cho anh em. Về gác lên là lụm thôi. Chứ bây giờ anh em mà ra mà lên trái hoặc là làm bít tông, làm xúc bắp hay cái gì đó ép dên là nó tốn rất là nhiều tiền. Còn ví dụ mình mua về là mình kêu hở ráp vô thôi, quá rẻ luôn ha, giá có 2 triệu à. Ở bên trong nè, sơn cam đồ, các ốc tán là nó chuẩn hết luôn. Mấy cái lốc là không có răng cỏ là ngon lành, nên về là xài thôi nha. Giá 2 triệu nha, anh em cần cứ alo cho em nha.